Tập 24. Vượt đàn khê, ngựa đích lư cứu chủ. Sau khi bình định phương Bắc, Tào Tháo sai làm một cái đài cao, gọi là Đồng Tước trên bờ Trương Hà ở Nghiệp Quận để ghi dấu chiến công, chừng một năm mới xong. Mặt khác, giáo giết luyện quân, tích trữ lương thảo ở Hứa Đô, chờ thời cơ Nam Trinh đánh lấy Kinh Châu và Đông Ngô. Lưu Bị sau thất bại ở Nhữ Nam, chạy đến Kinh Châu theo Lưu Biểu. Khi Tào Tháo đem quân đánh lên phương Bắc, Lưu Bị đã nhiều lần dâng kế cho Lưu Biểu tập kích Hứa Đô nhưng Lưu Biểu không nghe. Mùa xuân năm 207, bọn hàng tướng là Trương Vũ, Trần Tôn ở Giang Hạ, âm mưu cướp bóc nhân dân, bàn mưu làm phản. Lưu Bị xin đi đánh. Lưu Biểu mừng lắm, lập tức điểm cho 3 vạn quân. Lưu Bị lĩnh mệnh đi ngay, không mấy bữa đã đến Giang Hạ. Trương Vũ, Trần Tôn đem quân ra đón đánh. Lưu Bị cùng quân Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cưỡi ngựa ra. Trông thấy ngựa của Trương Vũ rất khỏe, Lưu Bị nói, đây tất là ngựa Thiên Lý. Nói chưa dứt lời, Triệu Vân vác giáo xông thẳng vào trận địa. Trương Vũ tế ngựa đón đánh, chưa được 3 hiệp, bị Triệu Vân đâm chết. Vân nắm ngay lấy dây cương dắt ngựa chạy về. Trần Tôn trông thấy, đuổi cướp lại. Trương Phi quát to một tiếng, vác mâu ra đâm chết Trần Tôn. Quân địch tan vỡ, Lưu Bị chưa dụ dư đảng, bình định xong vùng Giang Hạ, rồi kéo quân về. Lưu Biểu ra tận ngoại thành đón tiếp, mở tiệc ăn mừng. Rượu đến nửa chừng, Biểu nói, hiền đệ tài giỏi, Kinh Châu thực được nhờ cậy. Như còn lo Nam Việt bất thần đến cướp, Tôn Quyền và Trương Lỗ cũng phải đề phòng. Lưu Bị nói, đệ có 3 tướng có thể ủy thác được, Trương Phi đi tuần Nam Việt, Vân Trường giữ thành Cố Tử để trấn Trương Lỗ, Triệu Vân giữ Tam Giang cự với Tôn Quyền, như vậy còn lo gì nữa. Lưu Biểu mừng lắm, định nghe theo. Sái Mạo nói với chị là Sái Phu Nhân, vợ Lưu Biểu, Lưu Bị sai 3 tướng giữ phía ngoài, còn hắn ở lại Kinh Châu, sau này sẽ gây tai họa cho ta. Đến đêm, Sái Phu Nhân nói với Biểu, tôi thấy ở Kinh Châu lắm người đi lại với Lưu Bị, phải nên đề phòng mới được. Nay để cho hắn ở trong thành cũng vô ích, chi bằng để cho hắn đi nơi khác. Biểu nói, Huyền Đức là người nhân nghĩa đấy. Sái Phu Nhân nói, tôi chỉ sợ người ta chẳng được như bụng ông nghĩ thôi. Lưu Biểu lặng yên nghĩ ngợi không trả lời. Hôm sau, Lưu Biểu đi ra ngoài thành, trông thấy con ngựa của Lưu Bị cưỡi tốt lắm, hỏi ra, biết là ngựa của Trương Vũ. Biểu tấm tắc khen mãi, Lưu Bị đem biếu ngay, Biểu mừng lắm cưỡi về. Khoái Việt trông thấy, hỏi. Biểu nói, của Huyền Đức cho. Việt nói, xưa nay anh tôi là khoái lương xem ngựa rất giỏi, tôi cũng võ vẽ chút ít. Con ngựa này dưới mắt có chỗ trũng chứa nước mắt, cạnh trán lại có điểm trắng. Gọi là giống ngựa đích lư, dùng nó thì hại chủ. Trương Vũ cũng vì ngựa này mà chết, chúa công không nên cưỡi. Lưu Biểu tin ngay. Hôm sau Lưu Bị đến, Lưu Biểu nói rằng, hôm qua hiền đệ cho con ngựa rất tốt, tôi xin cảm tạ, nhưng hiền đệ thỉnh thoảng phải đi chinh chiến, xin trao lại để hiền đệ dùng. Lưu Bị đứng dậy tạ lại. Lưu Biểu nói tiếp, hiền đệ ở lâu đây, sợ sao lãng việc võ. Nay có huyện Tân Giã thuộc ấp Tương Dương, đầy đủ lương thực, hiền đệ nên dẫn quân mã bản bộ ra đấy đóng quân. Lưu Bị vâng theo, hôm sau vào từ biệt Lưu Biểu rồi kéo quân đến Tân Giã. Vừa ra khỏi thành thấy một người đứng đón, nói rằng, con ngựa của ông, không nên cưỡi. Lưu Bị nhìn ra là Y Tịch, Mạc Tân Kinh Châu tên tự là Cơ Bá, quê ở Sơn Dương. Lưu Bị vội xuống ngựa hỏi, Y Tịch nói, hôm trước, tôi nghe thấy Khoái Việt nói với Lưu Kinh Châu rằng ngựa này là giống đích lư, cưỡi thì hại chủ, nên trả lại cho ông. Ông còn cưỡi làm gì? Lưu Bị nói, xin thành thật cảm ơn lòng tốt của ông. Nhưng người ta sống chết có mệnh, con ngựa hại thế nào được? Y Tịch ngưỡng mộ lắm, từ đấy thường hay đi lại thăm hỏi. Lưu Bị từ khi đến Tân Giã, quân dân đều vui mừng. Việc chính trị đổi mới hẳn. Mùa xuân năm 207, Cam Phu Nhân sinh được Lưu Thiện. Đêm hôm đó, có một con hạc trắng bay đến đậu trên nóc nhà, kêu to hơn 40 tiếng rồi bay về phía tây. Lúc trở dạ, mùi thơm tỏa khắp phòng. Cam Phu Nhân trước khi có mang, thường nằm chiêm bao thấy ngửa mặt lên trời nuốt sao Bắc Đầu, nên Lưu Bị đặt tên con là A Đầu. Hồi ấy, khi Tào Tháo đang đem quân đi đánh Viên Thiệu ở phương Bắc, Lưu Bị bèn đến Kinh Châu nói với Lưu Biểu, nay Tào Tháo đem hết quân đánh phương Bắc, Hứa Xương bỏ ngỏ. Nhân dịp này, ta đem quân kinh, tương đến đánh úp, nhất định sẽ thắng lợi. Lưu Biểu nói, ta ngồi giữ Chín Châu cũng đủ rồi, còn cần mưu đồ chi nữa. Một hôm, Lưu Biểu sai Y Tịch mời Lưu Bị đến Kinh Châu họp mặt. Lưu Bị theo Y Tịch về, Lưu Biểu tiếp đón và mời vào nhà trong dự tiệc rồi bảo rằng, mới đây, nghe Tào Tháo trở về Hứa Đô, uy thế ngày càng mạnh, tất muốn thôn tính kinh, tương. Ta rất ăn năn trước kia không nghe lời hiền đệ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Lưu Bị nói, thời buổi này, thiên hạ chia sẻ, chiến tranh nổ ra càng nhiều, cơ hội bao giờ hết được. Nếu biết ứng phó sau này thì cũng không đáng tiếc lắm. Lưu Biểu nói, lời hiền đệ thật chí lý. Hai người cùng nhau chén tạc chén thủ. Rượu say, Lưu Biểu tự nhiên ứa nước mắt, Lưu Bị hỏi vì cớ gì. Biểu nói,
ta có việc tâm sự, trước đây đã toan nói với Hiền đệ, nhưng chưa thuận tiện. Lưu Bị nói, huynh trưởng có việc gì khó giải quyết, nếu cần đến dù chết đệ cũng không từ. Lưu Biểu nói, con trưởng tôi là Lưu Kỳ, do vợ trước là Trần Thị sinh ra. Nó hiền lành nhưng nhu nhược lắm, xem chừng không coi nổi việc nước. Con thứ tên là Lưu Tôn, vợ sau Sái Thị sinh ra, thằng này tư chất thông minh hơn. Ta có ý muốn bỏ trưởng lập thứ, nhưng lại sợ trái với lễ pháp, muốn lập con trưởng thì lại sợ tôn tộc họ Sái đều nắm binh quyền, sau tất sinh loạn. Do đó ta lo nghĩ mãi chưa quyết. Lưu Bị nói, xưa nay, bỏ con trưởng lập con thứ vẫn là rước lấy những chuyện rối ren. Nếu huynh trưởng lo họ Sái quyền to, thì nên dần dần tước bới đi, chứ không nên quá yêu mà lập con thứ. Lưu Biểu nín lặng, Nguyên Sái phu nhân vẫn có ý nghi Lưu Bị. Hễ thấy Lưu Bị nói chuyện với chồng thì thế nào cũng rình nghe cho kỳ được. Lúc ấy, chính mụ nấp sau bình phong, nghe thấy Lưu Bị nói câu đó, thì rất cam tức. Lưu Bị biết mình lỡ lời, tự nhiên thương cảm ứa nước mắt. Lưu Biểu thấy Lưu Bị nét mặt rầu rầu, ngạc nhiên hỏi làm sao. Lưu Bị thở dài nói, già đến nơi rồi mà chưa làm nên trò trống gì, bởi thế nên đệ thương cảm mà khóc. Lưu Biểu nói, ta nghe trước kia Hiền đệ ở Hứa Xương cùng Tào Tháo uống rượu nồng với Mơ Xanh mà bàn luận anh hùng. Hiền đệ kể hết tên danh sĩ thời nay, nhưng Tháo không công nhận một ai, mà nói thẳng ngay rằng thiên hạ anh hùng duy chỉ có Sứ Quân với Tháo. Xem đó, quyền thế lừng lẫy như Tào Tháo còn chưa dám nhận là hơn Hiền đệ, Hiền đệ lo gì không dựng nên nghiệp bá. Lưu Bị đang lúc tử hứng buột miệng đáp rằng, nếu em có cơ sở thì chẳng cần đếm xỉa gì đến những bọn tầm thường trong thiên hạ cả. Lưu Biểu nghe nói ngồi lặng yên. Lưu Bị biết mình lỡ lời, mượn cớ đứng dậy về khách xá nghỉ. Còn Lưu Biểu nghe mấy lời của Lưu Bị miệng tuy không nói, lòng như không vui. Sái Thị ở sau bình phong nghe thấy những lời Lưu Bị nói khinh người thậm tệ, đủ biết Lưu Bị có ý nuốt Kinh Châu, bèn triệu ngay Sái Mạo vào bàn việc ấy. Mạo nói, chị để em ra ngoài nhà khách giết hắn rồi báo với chúa công sau. Sái Thị đồng ý. Mạo liền ra điểm quân. Lưu Bị đang ở trong nhà khách đốt đèn ngồi suy tư. Độ cuối canh ba, sắp sửa đi ngủ, bỗng có một người đẩy cửa vào, trông ra là Y Tịch. Nguyên Y Tịch biết Sái Mạo định hại Lưu Bị nên đang đêm đến báo tin dục nên cấp tốc lánh đi. Lưu Bị nói, chưa từ biệt cảnh thăng, đi sao cho tiện. Y Tịch nói, ông mà đến từ biệt tất bị Sái Mạo nó hại. Lưu Bị tạ ơn Y Tịch rồi gọi ngay tùy tùng nhất tề lên ngựa, đang đêm chạy về Tân Giã. Khi Sái Mạo đem quân đến thì Lưu Bị đã đi rồi. Mạo tức lắm, làm ngay một bài thơ viết ở trên tường, rồi vào nói với Lưu Biểu, Lưu Bị có ý làm phản, nên để một bài thơ phản trên tường, không từ biệt mà đi ngay. Lưu Biểu không tin, thân ra tận nhà khách, quả nhiên thấy bốn câu thơ. Khốn đốn lâu nay giữ phận hèn, ngồi buồn coi ngắm nước non quen. Rồng đâu phải giống trong ao nhỏ, cưỡi sấm lên trời cũng có phen. Lưu Biểu đọc xong giận lắm, tuốt gươm ra, nói, ta thề giết chết bọn bất nghĩa này. Đi được vài bước, lại sực nghĩ ra, ta cùng ở với Huyền Đức một thời gian dài, không thấy hắn làm thơ bao giờ. Đây tất là âm mưu chia rẽ của kẻ nào đây? Nghĩ xong lại trở vào, lấy mũi gươm cạo sạch bài thơ ở tường, vứt gươm rồi lên ngựa về. Sái Mạo trình rằng, quân sĩ đã điểm sẵn, xin cho đến Tân Giã bắt Lưu Bị. Lưu Biểu nói, không nên vội vàng, để ta nghĩ kỹ đã. Sái Mạo thấy Lưu Biểu dùng rằng không quyết, hôm sau bèn dùng kế khác nói với Lưu Biểu rằng, mấy năm nay được mùa, nên họp các quan ở Tương Dương để tỏ sự săn sóc của chúa công. Xin mời chúa công đến dự. Lưu Biểu kêu đau nhức không đi được, nên mời hai công tử làm chủ để tiếp khách. Mạo nói, công tử còn ít tuổi lắm, sợ không quen lễ nghi. Biểu nói, thế thì sang Tân Giã mời Huyền Đức đến. Sái Mạo thấy Lưu Biểu trúng mẹo mình, lập tức sai người đi mời Lưu Bị đến Tương Dương. Lưu Bị từ khi chạy về Tân Giã, biết rằng mình lỡ lời rước vạ, chưa kịp nói chuyện với ai, thì chợt có sứ giả tới mời sang hội Tương Dương. Tôn Càn nói, hôm nọ thấy chúa công ở Kinh Châu về có dáng buồn. Tôi chắc bên ấy có xảy ra việc rủi ro gì. Nay tự dưng lại thấy mời chúa công đến hội, phải nên thận trọng. Lúc ấy, Lưu Bị mới kể lại chuyện trước. Quan Vũ nói, từ khi xảy ra chuyện lỡ lời đến nay, Lưu Kinh Châu không hề trách móc gì hết, những tiếng đồn ngoài vội tin sao được. Và Tương Dương cách đây không xa, nếu anh không đến họ sẽ sinh nghi. Lưu Bị khen lời Quan Vũ đúng lắm. Trương Phi nói, tiệc chẳng ra tiệc, hội chẳng ra hội. Thà đừng đi. Triệu Vân nói, tôi xin đem 300 quân mã đi theo, có thể bảo vệ chúa công vô sự. Lưu Bị nói, thế thì tốt lắm. Rồi cùng Triệu Vân ngay hôm ấy sang Tương Dương. Lưu Kỳ, Lưu Tôn dẫn văn võ bách quan ra đón. Sái Mạo cũng ra khỏi thành đón rất là kính cẩn. Lưu Bị thấy có cả hai công tử nên không nghi ngờ gì nữa. Hôm ấy, Lưu Bị tạm nghỉ ở nhà khách, Triệu Vân dẫn 300 quân bảo vệ xung quanh. Vân mặc giáp đeo gươm, không rời Lưu Bị nửa bước.
Xé Mạo bố trí quân mai phục đâu vào đó rồi mời Khoái Việt đến bàn. Lưu Bị là kẻ kiêu hùng đời nay, cho hắn ở lâu sau tất làm hại ta. Nhân hôm nay nên giết đi. Khoái Việt nói, sợ kinh động mọi người. Xé Mạo nói, ta đã vâng mật lệnh của chúa công rồi. Khoái Việt nói, nếu phải như thế thì nên chuẩn bị trước. Xé Mạo nói, cửa đông, đại lộ Nguyễn Sơn, cửa nam, cửa bắc đã có các em ta là Sái Hòa, Sái Trung và Sái Huân canh giữ. Chỉ còn cửa tây không cần phải giữ, vì trước mặt có suối Đàn Khê chắn ngang, dù chục vạn quân cũng khó vượt qua được. Khoái Việt nói, tôi thấy Triệu Vân không rời Huyền Đức phút nào, sợ khó hạ thủ. Xé Mạo nói, ta sẽ huy động 500 quân mai phục sẵn trong thành. Khoái Việt nói, nên sai Văn Xính, Vương Uy đặt một tiệc riêng ngoài sảnh chiêu đãi các võ tướng, hãy mời Triệu Vân ra trước rồi mới hành động được. Xé Mạo gật đầu khen kế hay. Hôm đó, giết bò mổ ngựa, mở tiệc rất to. Lưu Bị cưỡi ngựa Đích Lư đến chầu, sai đắt ngựa buộc trong vườn sau. Các quan lại đã đông đủ ở công đường, Lưu Bị ngồi chủ trì giữa, hai công tử ngồi hai bên, còn quan lại cứ ngồi theo thứ tự. Triệu Vân đeo gươm đứng cạnh Lưu Bị, Văn Xính, Vương Uy và mời Triệu Vân ra ngoài dự tiệc cùng các tướng. Vân từ chối, Lưu Bị bảo đi, Vân miễn cưỡng vâng theo. Xé Mạo ở ngoài bố trí bao vây kín như rào sắt, rồi cho 300 quân lui về nhà khách, chỉ đợi tiệc đến nửa chừng thì hạ thủ. Rượu được 3 tuần, Y Tịch đứng dậy cầm chén đến trước mặt Lưu Bị đưa mắt nói khẽ, xin ông thay áo. Lưu Bị biết ý, lập tức đứng dậy ra nhà tiêu. Y Tịch mời rượu xong, đi nhanh vào vườn sau, gặp Lưu Bị dỉ tai nói, Xé Mạo bày kế hại ông. Ba mặt thành đều có quân mã canh giữ, chỉ còn cửa tây bỏ ngỏ, ông trốn ngay đi. Lưu Bị sợ hãi, vội cưỡi ngựa Đích Lư, mở cửa vườn dắt ra, nhảy phát lên yên, phi một mạch về phía cửa tây, không kịp hỏi đến bọn tùy tùng. Lính gác hỏi, Lưu Bị không đáp, ra roi chạy miết. Lính gác chặn lại không được, vội phi báo với Xé Mạo. Mạo lập tức đem 500 quân đuổi theo. Khi Lưu Bị ra khỏi cửa tây, đi được vài dặm, trước mặt có một suối lớn chắn ngang. Suối Đàn Khê này rộng độ vài trượng, chảy ra tương giang mạnh quá, sóng vỗ rất to. Lưu Bị đến sát bờ, thấy không thể qua được, gò ngựa trở lại, nhìn về phía tây thành, bụi bốc mù mịt, quân đuổi theo sắp đến nơi, bèn nói, phe này chắc chết, rồi quay ngựa lại bờ suối. Lúc ấy quân đuổi đã kéo đến nơi, Lưu Bị hoảng sợ, quất ngựa xuống suối. Đi được vài bước, ngựa ngã quỵ hai chân trước, ướt hết cả áo bào, Lưu Bị liền giơ roi hô lớn, Đích Lư. Đích Lư, nay mi hại ta rồi. Lưu Bị vừa dứt lời, con ngựa bỗng rún mình nhảy vọt cao 3 trượng sang bờ phía tây. Lưu Bị như vừa bay bổng lên mây. Lưu Bị sang đến bờ bên kia, ngoảnh lại đã thấy Xé Mạo dẫn quân đến nơi, gọi to rằng, sao sứ quân bỏ tiệc mà đi thế? Lưu Bị nói, ta cùng ngươi không thủ không oán, sao muốn hại ta? Mạo nói, tôi đâu có mưu ấy, sứ quân đừng tin lời người ta nói. Lưu Bị thấy Xé Mạo sửa soạn cung tên, liền quất ngựa chạy về phía tây nam. Mạo bảo với Tả Hữu rằng, người ấy có thần nào giúp vậy? Người sau có thơ rằng, tháng 3 cỏ biếc đều tương dương, chạy đến Đàn Khê một vị vương, xương cốt Đích Lư, nào sứ gửi, quanh đê lớn nước vẫn xuôi tuôn. Lưu Bị sau khi vượt Đàn Khê không biết đi đâu về đâu, xin xem tập sau sẽ rõ.